Hello các bạn. Thì ngày hôm nay sẽ là một ngày rest day. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Ngày nghỉ thì thường thì sẽ ngủ dậy hơi trễ, cho nên là tôi chuẩn bị đồ ăn sáng bằng với lại 100g yến mạch với 100g blueberry, một muỗng whey nữa, chiên hai trái trứng này nữa. Thì khoảng tầm 10 giờ thì tôi sẽ có cái lịch hẹn với Vũ. Vũ là coach về rehab, cũng giống như là tập luyện để phục hồi chức năng vận động của các cái cơ. Qua tuần sau hoặc là sắp tới tôi sẽ cố gắng làm sao ra 2 vlog trong một tuần, nên là sẽ ngồi lại để nói chuyện với lại bạn quay phim, bạn editor, để có thể là ra được thêm nhiều vlog hay để cho các bạn xem. Uống thêm một cốc whey nữa, khoảng tầm 30 phút nữa thì cho nên tiêu xí thì tôi sẽ qua bên chỗ rehab để làm. Ngồi làm máy tính nhiều á, cái robot nó lại căng rồi, chỉ dân văn phòng mới hiểu. Người ta cũng khuyên là tôi đừng có ngồi nhiều quá, đừng ngồi lâu quá. Biết là không được ngồi nhiều, nhưng mà bây giờ tính chất công việc nó vậy thì vẫn phải ngồi thôi các bạn, biết sao giờ. Tính chất công việc của mình như thế rồi, cho nên là mình gọi là làm sao để mình cố gắng là mình giữ cho cái cơ thể của mình nó không có bị tệ quá. Mình làm sao để mình tập luyện này, rồi mình làm sao để mình rehab hay là mình tập luyện như thế nào đó, nó bớt đi cái tình trạng đó thôi. Chứ còn giờ làm thì bắt buộc là phải gọi là dính rồi đó. Nhưng mà mình tập luyện thì có tập rồi mình rehab rồi mình phục hồi các thứ thì nó vẫn sẽ đỡ hơn là mình không làm. Supplement buổi sáng các bạn, bữa nay phải uống mấy cái kháng viêm, chống viêm nhiều các bạn. Chúng thôi là nó mỏi cơ lắm. Thì đây là buổi sáng của tôi, thì tôi uống vitamin C, rồi D3K2, zinc và thêm 2 viên curcumin nữa. Mấy cái sụp này thì nó đa số nó đều là những cái chất gọi là kháng viêm á. Thì uống xong cái này thì tí nữa tôi sẽ lên cái phòng rehab và tôi làm. Tôi ở tầng 11, và phòng rehab ở tầng 12 á. Thì giới thiệu các bạn, đây là Vũ. Vũ thì hiện tại đang là coach của mình, coach về những cái gọi là tập luyện về chức năng vận động. Thì sau này khi mà tôi đi thi đấu thì Vũ sẽ là người theo dõi về những cái tình trạng sức khỏe cũng như là cơ bắp của tôi như thế nào đó. Thì là giao hết cho Vũ. Rehab rồi các bạn. Bữa nay làm máy tính hơi nhiều cho nên là hơi căng rồi đó, hơi mệt rồi đó. Rồi, hôm nay xử lý rombo chủ yếu nha. Ở phía trước thì mình có vai, ngực, ngực bé nữa ha. Qua mới tập ngực xong. Ôi, thế thì hôm nay sẽ hơi đau một xíu nhé. Sao hôm nay bên này căng như vậy? Thì sắp tới đi Hàn Quốc rồi, đi Tấn Anh, đi Thái rồi với lại mấy bạn đi thi giải Global Galactic tháng 6 nữa, cho nên là bữa nay tối ngồi hơi nhiều. Tại vì cái giai đoạn gần cuối là phải check liên tục vậy á, rồi cứ ngồi máy tính hoài vậy đó, đâu có đỡ được, cứ phải ngồi vậy chứ. Mình gọi là mình không có bỏ được á, nghề mà. Bắt buộc rồi. Nói chung là mình gọi là mình học cách thích gì sống chung với lũ thôi, chứ mình cũng đâu thể nào mình ấy được. Tính chất nghề nghiệp rồi. Tính chất công việc rồi, mình chỉ có làm sao để mình duy trì, làm sao cho nó không có trở nặng với lại kiểu mình nó bớt đi thôi. Ok, xong. Rồi, hầu nhé. Đăng chứ, căng chứ. Rồi. Rồi. Giữ chặt. Thế mình nhấn mạnh cho. Bạn thấy không nữa hả? Theo quá hả? Nhẹ quá. Rồi, thấy con này cực căng luôn nè. Mấy cái chỗ đó. Má nó tực tực luôn bì. Cái mấy cái cục này nó thắt này nó có nhả ra được không? Nó sẽ nhả ra. Chăm chỉ á, lăn giãn là một nè. Rồi lâu lâu nếu mà căng quá thì lên lo giãn cho mày. Xong rồi mình phải tự tập cho nó mạnh lên hơn nữa. Thì một tuần mình làm cái này khoảng 2 lần. Nếu muốn làm nhiều hơn thì nó không một hồi kịp. Tại vì mỗi lần làm xong là mình có thời gian cho nó nghỉ nữa. Cũng là một dạng tổn thương nữa. Đúng rồi, đây cũng là một dạng tạo ra cái vi tổn thương cho cái cơ bắp mình luôn. Bên phải thì nó sâu hơn, ở dưới nhiều hơn.
Lần này nó đỡ rồi, chứ ngày xưa nó cái cơ chỗ đó nó căng mà nó yếu mà cái vai nó đưa ra trước luôn. Chịu nổi chứ? Nói đúng không? Đặt cái góc để dưới cái điểm này thật là mạnh để phá nó. Đôi lúc dùng dầu thì nó không có cái độ lì á, nó sẽ bị trượt nhanh quá. Cố lên, thở ra, hít sâu nè. Đó, thở ra, thở ra, thở ra, thở ra, đây, đây, đây. Anh em cardio nhiều thì phải giãn cái cơ này thường xuyên. Chứ cái vùng cơ này mà nó căng thì nó lại kém linh hoạt cái cổ chân. Squat không có sâu được. Rồi, từ chế này. Hả? Tay lên đít luôn. Rồi, vị trí này rất là co ha. Còn mạnh lên này, còn mạnh lên này. Xuống. Tiếp tục. Xuống. Tiếp tục. Xuống. Lần nữa. Ok, rồi, ok. Có bị thốn không? Không để quá đau nha. Vừa phải thôi nha. Cũng tùy dạng nha. Ví dụ như khách đến muốn massage thư giãn thoải mái thôi thì mình làm nhẹ hơn. Còn khách hàng mà bị vấn đề ví dụ như cương đau đi và co thắt cái vùng cơ nào quá đi thì cái việc ngủ thì cũng hơi khó nha. Khuyến khích mọi người giãn tĩnh. Giãn tĩnh là giãn như thế này nè. Nhiều khi mà mọi người sau tập luyện thì rất là quan trọng ha. Còn trước tập thì mọi người nên lăn giãn động với con lăn nè. Lăn giãn với con lăn nè, xong rồi giãn động với cái cơ này để hoạt động tốt hơn. Còn cuối giờ thì khuyến khích giãn tĩnh. Đây cái chủ yếu là bị phần má trong của cơ sinh đôi. Còn cơ dép thì không căng lắm. Cơ dép thì ở người chạy như mình thì bị nhiều hơn. Nó còn là một vấn đề rất lớn. Nếu như không giãn thường xuyên thì bạn có nguy cơ bị cong vào bàn chân rất là lớn. Phê quá. Thanh niên ngủ mất tiêu rồi. Làm cái này thoải mái là dễ ngủ. Ngủ hả Đạt? Sao tới gần đầu rồi, đúng rồi. Cảm nhận được rồi đó. Chuẩn bị, gồng rồi Đạt ơi. Gồng lên. Đạp tao đi, đạp tao ra. Rồi, xuống lại. Tiếp. Chuỗi mạnh lên. Nhón một chuỗi lên, ổn. Tiếp tục, nhón lên, giữ. Nhón lên. Ok, bên. Landing nhé. Đau không? Vì khách hàng này đang phê quá mọi người ơi. Vẫn ngủ. Ok, xong rồi. Xong rồi mấy bạn, nó ngủ mất tiêu rồi. Để nó ơi. Để đi. Rest day mà. Sao rồi các bạn? Mình sẽ để thông tin của phòng rehab của mình ở phía dưới phần mô tả. Thì đã xong cái buổi rehab. Chắc có lẽ mình kiếm thêm một buổi nào để tập nữa hả? Tập nữa. Thì bên tôi là sẽ gọi là tập mạnh. Xong rồi mình kéo giãn. Rồi mình nhấn vô, phá vỡ vô cái điểm đau đó.
Ok, và vlog ngày hôm nay của chúng ta kết thúc má phê quá, giờ chắc mình ngủ tiếp quá. Chưa mẹ luôn rồi. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh của mình nha. Ok, bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.